Vâng, chúng ta sẽ cùng đến game đấu thứ hai trong cái trận đấu giữa Warrior Gaming Unity và Menaski, hai lượt pick đầu tiên của team chiến binh thì đó là Shadow Demon và Life Stealer. Còn Menaski đã có Bad Rider First Pick hoặc Anitra Ranger cùng với Jack. Còn Naga và Ogre Giant là những gì mà bên phía team Warrior Gaming Unity loại bỏ. Chúng ta sẽ cùng đợi chờ trong ít phút nữa thôi để biết rằng là Menaski họ sẽ lựa chọn cái pick thứ hai của mình là hero gì. Có Bad Rider như này thì rất có thể sẽ là một con support có khả năng burst down hoặc một con support có disable để hỗ trợ cho Bad Rider giai đoạn đầu game khi anh ta chưa sở hữu đó là Blink Dagger. Ngày xưa được một cái bộ rất là khỏe đấy là Bad Rider và Lion, không hiểu là Menaski họ có muốn chơi hay không. Tuy nhiên là con Lion lại hơi bị phụ thuộc vào Blink Dagger giai đoạn mid game, thế nên là gần đây thì cũng không hay được pick. Cũng có một cái pick nữa đi cùng, bây giờ thì họ lại chơi là Warlock rồi. Gần đây thì con Warlock này liên tục xuất hiện. Có lẽ cái lý do nó liên tục xuất hiện là Fatherborn hỗ trợ lên control quá mạnh và gây được một cái sát thương tương đối lớn ở combat tổng. Chưa kể đó là một cái thả gạch mà khiến cho đối phương bao giờ cũng phải trùng chân khi bước vào, khi có ý định tham gia vào những cái pha đánh nhau thẳng mặt 5 năm. Không nói đến cái việc mà smoke vòng sau hay là móc lốp vá sắm hay là như nào đấy. Và bên phía team Warrior Gaming Unity họ 3D Alchemist thì họ biết rằng với hai hero này thôi, nếu để Alchemist farm xanh và có được đồ sớm anh ta pump gậy xanh cho bộ đôi này thì đúng là một sự thảm họa. Còn bên phía team Menaski thì họ sẽ lựa chọn ban đi, cá nhân tôi nghĩ thì nên ban đi Slada, một hero mà kết hợp cùng Lifestealer rất là tốt, hoặc là Riki. 5 seconds remaining. Dire team ban. Vâng, và chính xác là Menaski ban đi Slada rồi. Và Warrior Gaming Unity họ sẽ ban đi hero gì? 5 seconds remaining. Thật ra thì cái lượt pick của Menaski rất là mở. Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được là Menaski họ muốn chơi với hero gì. Ban Morphling. Vì thực ra Bad Rider và Warlock thì gần như nó phù hợp với rất nhiều những cái đội hình khác nhau. Có thể đánh một cái lineup mà đánh Snowball, Deadball đối phương ngay từ đầu cũng được. Khi mọi sẽ thả cho Bad Rider farm safe, đánh một cái công lên, đè nát safe lên của đối phương để cho Bad Rider có blink. Và sau đó họ tiến hành stick lại với nhau và push. Hoặc họ có thể chơi một cái lineup mà nuôi lết với việc là sở hữu 4 hero khả năng đánh nhau mạnh và chơi xung quanh Bad Rider trong những cái lần smoke gank và để cho hero đó có được khoảng trống để farm. Thực sự thì bây giờ tôi cũng đang không biết rằng ở Menaski họ muốn chơi kiểu gì. Còn Warrior Gaming Unity thì cái lối chơi của họ thì cũng chưa bị lộ rõ quá nhiều, cũng sẽ là sử dụng carry đánh nhau sớm Lifestealer thôi. Và Menaski quyết định là ban đi Storm Spirit. Vâng, và Nick Assassin là sự lựa chọn của Warrior Gaming Unity. Nick Assassin Lifestealer cũng là một cái combo rất là mạnh. Con Nick này thì nó có thể đóng hai vai trò là offlane hoặc là support, thậm chí nó có thể đi mid. Menaski lựa chọn đấy là Riki. Vâng, sẽ là chơi tàng hình, đấu tàng hình rồi. Riki nếu như chơi hay thì hoàn toàn có thể counter ngược Nick Assassin rất là mạnh. Rõ ràng rồi, một hero mà tàng hình vĩnh viễn, một hero mà cooldown xong skill mới được tàng hình. Thì nguyên trong cái khoản lấy tầm nhìn, bao giờ Riki cũng có lợi thế. Warrior Gaming Unity thì họ sẽ có một sự lựa chọn thứ tư. Nick, Shadow Demon, Lifestealer. Thật ra thì bây giờ họ cần đó là thêm disable. Và để giải quyết cái vấn đề này, Elder Titan giải như Warrior Gaming Unity khá lâu rồi tôi mới nhìn thấy hero này xuất hiện. Một con support mà đang nổi đình nổi đám ở trong khoảng độ cách đây một tháng. Thế một tháng trở lại đây gần như là không thấy xuất hiện nhiều nữa rồi. Và bây giờ
team chiến binh ông quyết định mang lại với cái khả năng mà loại bỏ kháng phép cũng như là loại bỏ base armor của đối phương. Nick Assassin, Shadow Demon, Lightstealer sẽ có được điều kiện để thỏa sức dồn sát thương vào những cái mục tiêu mà được chọn. Và tôi chưa nhìn thấy bên phía team Maneski có một cái phương án nào để đối phó với những cái rắc rối trên khi mà Elder Titan có được một cái disable khá là xa. Maneski đã có bộ đội support, một con offlaner của mình rồi. Bây giờ sẽ là vị trí carry. Cá nhân tôi nghĩ thì nên chơi vào Sven. Mặc dù có thể bị cai trong combat đấy, nhưng mà Sven lại hỗ trợ rất tốt trong cái việc là cộng giáp cho cả đội hình chống Elder Titan với Natural Order. Nhưng không, đó là TA vị trí solo mid là nhóm Maneski. Templar Assassin. Seconds remaining. Reserve time. Ông vẫn đang suy nghĩ ở lượt cuối cùng để ban đi Warrior Gaming Unity thì họ sẽ phải ban đi muốn carry. Cá nhân tôi nghĩ thì kèo này có thể thôi, có thể sẽ là ban Sven. Cũng còn rất nhiều lựa chọn khác, họ có thể ban đến bất kỳ một cái hero nào họ thích cũng được. Khi mà cái trận này thì Radiant team ban. Tôi chưa nhìn thấy bên phía team Maneski họ có được một cái sự gắn kết trong đội hình. Bad Rider kéo người vào TA xiên, Ricky phủ khói. Nghe này có vẻ rất là mạnh nhưng mà nó cũng chỉ là dồn ở một mục tiêu thôi. Đối phương sử dụng Shadow Demon có thể cứu người về úp xuống. Còn Warrior Gaming Unity họ đã ban được Weaver. Còn về phía Maneski thì đó là Tinker. Vâng, khá là chính xác thôi. Khi mà Tinker thì là một cái con hero mà có được cái sức sát thương phép rất là lớn. Elder Titan lại có Natural Order. Và đó là những gì mà Maneski sợ. Đội hình của họ thì khá là mỏng. Bad Rider, Warlock, Ricky, Templar Assassin thì chẳng cứng gì cho cam. Và cái Tinker nó cứ vui tính mà nó spam hai lần tên lửa, một lần laser. Mà Elder Titan ném cái bóng ra thôi là có khi là chết chắc rồi, không đỡ được. Rồi Chaos Knight là nhóm Maneski. Vâng, sẽ là phân tán sự chú ý của đối phương trong combat hỗn loạn với những cái bóng của CK. Và liệu đây có một sự lựa chọn chính xác hay không? Một hero mà rất hoàn hảo vị trí carry ngoại trừ cái vấn đề đó là farm chậm. Nghe nó hơi sai. Nhưng mà đây là một hero có stun, có disable, có phương án để tiếp cận mục tiêu, có lượng sát thương khổng lồ với creep của mình, và có cả cách để phân tán sự chú ý của đối phương, không cho đối phương focus mình chết quá nhanh với anti. Và cái thiếu duy nhất của nó chính là khả năng farm và farm bù. Trận đấu mà Maneski họ sẽ tạo điều kiện tối đa cho TA farm. Và bốn người của bên phía Maneski họ sẽ stick lại với nhau nhiều hơn. Warrior Gaming Unity quyết định lựa chọn cuối cùng đó là Medusa. Và solo mid của họ nhiều khả năng chính là hero này. Và Medusa đi cùng Templar. Một cái kèo mà khá là cân. Nếu như mà đánh khéo Nick Assassin offlane, Afu sẽ là người cầm Elder Titan support. Còn Shadow Demon và Lifestealer, nhưng ở đây tôi đang nhận thấy Lifestealer được cầm bởi Nana. Mà Nana lại là cái player thường xuyên đi mid của Warrior. Không hiểu rằng có một cái sự phá cách nào đấy trong trận đấu này hay không, hay chỉ là đổi tay cho thuận hero như những gì mà nhiều đội game trên thế giới thường hay làm. Maneski đội hình của họ đó là Bad Rider, Warlock, Ricky, Templar và CK. Vâng, Miracle là người cầm CK. Miracle là người cầm CK. Khoai Tây giận dữ cầm TA. Joe cầm Ricky. Warlock được chơi bởi Ninja Boogie rồi. À, người chơi offlane của Maneski như thường lệ thì đó là cái thanh niên. Như thường lệ thì đó là thanh niên RR.
Vâng, có ông bảo là Mineski thua chặt, không thua thì làm gì đấy. Caster thì tôi cũng chịu, Caster chỉ có biết bình luận thôi. Bạn có thấy một bình luận viên nào mà có thể can thiệp được vào trận đấu hay không? Vâng, mở Dust lên rồi. Và đó là một pha mất smoke. Tuy nhiên thì bên phía team Warrior Gaming Unity họ hơi vội vàng. Đó chỉ là một con Bad Rider đứng choking thôi và đã mất một cái smoke khá là đáng tiếc. Bây giờ thì Ricky mới xuất hiện ở khu vực run bot. 30 seconds to battle. Một combo khá là dã man của bên phía team Warrior Gaming Unity, đấy chính là Elder Titan và Shadow Demon. Họ sẽ đi gank khá là mạnh. Những cái pha úp xuống sau đó là dậm ngủ đủ để set up cho bên phía Warrior Gaming Unity bó đầu bó đít như thế nào đấy và dồn đam vào để có thể giết người. Ân và Joe đang đi sau đít của Kangaroo. Kangaroo cầm nick Assassin và anh ta solo bot, không hề có sự hỗ trợ. Có nick Assassin này thì nó sẽ phải mua những cái món đồ để trụ lên. Chính xác rồi, hai xoài, một Star Shield, một Tango. Với lượng regen của nick Assassin có thể lên tới hơn 5 chấm trên một giây, nếu tôi nhớ không nhầm. Đấy là chưa hề có bất kỳ một cái tác động nào khác. Rồi, Ajit ở đây thì anh ta sẽ có được một cái lane mà theo tôi nghĩ là tương đối thoải mái, với cái việc là cộng ngay một điểm Mystic Snake và di chuyển lên Harass. Nhưng Templar với lượng đam rất lớn của mình, thậm chí pha đó còn chưa có Refraction thì bắn vào người của Medusa rất rất đau. Ở dưới bot thì Afu đang di chuyển xuống để hỗ trợ cho Ricky. Nhưng cá nhân tôi nghĩ thì, không, xin lỗi các bạn, Afu di chuyển xuống để hỗ trợ cho Ricky làm gì đây? Vâng, đấm vào người của thanh niên Ju rồi. Và có một cái tình huống CK lao ra có stun vào đầu của Afu. Vâng, Afu đang bị chém vào khá đau. Vâng, Afu bị úp một cái Shadow Ward và đó là mạng dành cho Miracle. Một tình huống mà vã khá là đau của CK. Nếu tôi không nhầm thì phải đó là một tình huống mà bên phía team Warrior Gaming Unity họ là những người chủ động di chuyển. Nhưng cuối cùng thì Mineski counter gank quá tốt. Vâng, RR ở trên này thì đang cố gắng có thể làm khổ Nana, nhưng Nana thì tương đối là mạnh. Nhưng anh ta sử dụng mất rách rồi, cào tương đối đau, dính 3 chấm dầu và đang có lửa tới từ RR. Như vậy là thôi, bỏ qua. Ở mid thì Templar đang có một cái lượng máu khá thấp. Với sự hỗ trợ của Nova như thế này thì Medusa hoàn toàn out laning. Rồi Nana thì anh ta có cho mình một cái Magic Stick với 10 trạc như này thì rất là thoải mái. Khi đi cùng Bad Rider có điểm Rake nữa, sẽ cộng khá khá vào Rake đây. Dù ở đây thì có một cái pha mà sọc vào đít của Afu, slow một chút lại vào Venom, chẳng để làm cái gì cả. Templar ở mid thì anh ta đang có cho mình đó là 565 tiền, sẽ chưa thì có bottle được ngay. Và đó là một cái rune DD dành cho Nova. Một cái pha shockwave khá là đau và ở đây thì bật gai lên, stun được Miracle lại rồi. Có di chuyển tới Ricky đang chém sau Phantom cùng với Shadow Ward đang gây một lượng đam rất lớn. Quay trở lại tới CK, vẫn tung tóc tạt tài ta tới tấp, vẫn một stun vào đầu và đó là hai mạng dành cho Mineski. Khá là đơn giản luôn, mua một được hai. Và Ricky lấy mạng của support và CK lấy mạng của core, 500 tiền cho Mineski. Warrior Gaming Unity họ đã mất 3 mạng chỉ sau 3 phút với những pha di chuyển tương đối là táo bạo tới từ Elder Titan. Afu ở đây thì anh ta vẫn đang có những cái tình huống mà đứng để có thể hit XP khi mà creep rừng đang được bùn vào. Và trong này thì có một tình huống tự sát của Nova với Natural Creep. Ở mid thì con Medusa thì nó cũng có cái khiên bọc tròn tròn quanh người giống con TA. Nó trông có vẻ là nó mạnh hơn khá nhiều, bơn sạch hết cả mana của Templar Assassin rồi. Thì anh ta sẽ phải rất cẩn thận với những tình huống sử dụng Mystic Snake của Medusa, khi mà gần đây thì cái skill này được buff lên khá là mạnh, nó hút tới 14% mana trong một nhát.
cái rune bounty dành cho anh Khoai. Và Khoai sẽ sạc được cái bottle của mình. Còn ở đây thì Kangaroo với Miracle làm gì nhau? Đó là một cái pha úp lại mà sẽ dẫm ngủ. CK là một hero khá cứng, tốc độ chạy cao, sở hữu cả infield range drop. Và tôi nghĩ cái lượng sát thương dồn vào tới từ bên phía team Wiring Unity là vẫn đủ. Đó là một pha chọc stun tới từ Nick Assassin và mạng dành cho Shadow Demon với những pha vẩy khế của mình. Ở mid thì thực sự là TA đang bị Medusa củ hành. Vâng, người ta đã gọi đây là nhét hành vào mồm nên cực kỳ khó luôn. Rồi, và trong này thì Ricky vẫn đang định làm cái trò gì đấy với một cái giày cùng với Overnorm của mình. Thực ra thì trong một cái aggressive lane như này bên phía team Warrior Gaming Unity họ cũng vẫn đang làm tốt. CK Lassie được 24 con, anh ta đã phải trả giá một mạng. Và với một hero mà không có khả năng farm bù quá kinh khủng thì Warrior Gaming Unity họ vẫn đang khiến cho cái trận đấu này tương đối dễ dàng. Do mid game Lifestealer đứng đầu bảng, Medusa các bạn biết rồi đấy, cái tốc độ farm của nó được cải thiện theo thời gian rất là nhanh. Vâng, giày máu dành cho Bad Rider sau 5 phút. Anh ta vẫn đang có thêm cho mình để lăn 500 tiền. Với cái tốc độ như thế này mà chịu khó di chuyển vào rừng, farm stack các kiểu thì có lẽ là tôi mạnh dạn dự đoán khoảng độ 12 phút có cho mình đó là một cái Blink Dagger. Vâng, bạn Cozy có hỏi là Na'Vi khi nào đánh thì Na'Vi sẽ không đánh cái giải này nữa khi mà họ đã bị loại rồi. Sẽ phải đợi đến Nam Major năm sau hoặc là những cái giải khác. Còn hiện tại thì chúng ta đang đến với một trận đấu khu vực vùng Đông Nam Á giữa Mineski và Warrior Gaming. 6 phút trôi qua và 3-1 nhưng mà Mineski, một cái giày gỗ vừa được hoàn thành trên người của thanh niên CK. Một cái bãi stack khá to dành cho Medusa, stack Ancient. Vâng, và đây thì anh Khoai nhìn thấy một cái warp đối phương rồi. 100 tiền dễ nhất đời của Khoai và Khoai sẽ di chuyển về thôi. Không còn đủ mana để có thể đứng trụ lên nữa. Đi Medusa thực sự là quá khó chịu. Và đây thì Mineski họ muốn bắt vào bộ đôi đi công lên của Warrior chăng? Khi mà tôi đang thấy Ricky đứng khá cao, Ricky muốn lên cho mình đó là một cái giày phây thì phải. Vâng, chính xác, mồm cái móng như này thì không có lý do gì không lên giày phây. Đừng bảo với tôi lên Amulet thì hơi ảo. Vâng, TA thì hiện tại anh ta mới chỉ sở hữu đó là một cái Red Band, một cái giày ghẻ, một cái bottle và Blindstone. Farm 36 creep, deny 10. Medusa thì đã farm được hơn một chút rồi. Medusa là 39 creep và deny 9. Vâng, đứng đầu thì vẫn là 2 carry của cả hai bên. Vâng, một cái trận đấu họ phân phối lượng farm hoàn hảo. Tức là các vị trí không bị chênh lệch nhau quá nhiều và cũng không bị chênh lệch quá nhiều so với đối phương. Vâng, Ricky đi theo phía sau của Á Phú rất rất lâu từ nãy đến giờ rồi. Và đang tiến ra khu vực mid lane. Ajit vẫn chưa lấy một điểm anti nào cả. Anh ta có level 7, 3 điểm vào tọa vô vòng ngã và có 4 điểm vào Mystic Snake, thả rắn của mình. Vâng, giày phê Ring Aquila 500 tiền. Cái bãi stack này sẽ thuộc về Bad Rider. Vâng, Bad Rider di chuyển vào và ăn stack của đối phương. Gian Medusa tại sao lại không di chuyển vào nhỉ? Cũng hoàn toàn có thể đi được mà. Trận đấu đang bước dần đến cái giai đoạn mà tôi cảm giác hơi bị tẻ nhạt một chút khi mà cả hai bên đều có những cái mục đích của mình. Bên phía team Mineski thì họ sẽ phải nuôi TA, còn Warrior Gaming thì họ sẽ phải nuôi Medusa. Và càng ngày càng nuôi thế này thì những cái combat xảy ra nó sẽ là không nhiều. Cái Nick Assassin thì hiện tại cũng đang bám lên với level 6 của mình, có một cái dây mana. Lifestealer thì đang cố gắng lên cho mình một cái Amulet, đã có dây phây Blindstone. Radiant's top tower is under attack. Vâng, chọc stun vào đầu của CK rồi. Và liệu sẽ có giết được không? Không giết.
vẫn là những cái tình huống mà vờn nhau như này thì thực sự là bên phía team Warrior họ có lợi khi mà Medusa rất là khỏe. Bóng của CK không ăn thua với cả Stone Gay. Và một lần anti ra nếu như mà đối, nếu như mà con Medusa đã bật Stone Gay thì sẽ làm mất hết bóng của KS9, rất là khó. Đã bắt đầu sử dụng tàng hình của Nick Assassin. Tôi hy vọng đây sẽ là một mạng dành cho Warrior Gaming Unity, hoặc có thể là một mạng. Dành cho Mineski. Rồi đang đứng ăn Ancient với Refraction của mình. Một cái giày gỗ được hoàn thành trên người của Templar Assassin. Và anh ta vừa vứt bottle để có thể refill. Vâng, ở dưới này thì bắt Afo rồi. Có khói được phủ ra. Vâng, đó là một pha blink theo tới Riki. Mạng dành cho support của Mineski. Vâng, TP tới trên Nana là hơi muộn. Và anh ta bỏ lại một cái lên. À, có một cái rune Illu dành cho Riki. Riki thì nếu mà có rune Illu thì nó rất là lợi thế khi mà bóng của nó sẽ hưởng được tàng hình và đi soi xài rất là tuyệt vời. Bad Rider vẫn đang farm rất là đỉnh ở đây, đã có 1900 tiền rồi. Và cái dự đoán 12 phút blink của tôi sắp sửa phá sản khi mà khoảng độ 11 phút là có blink dagger. Vâng, Nana thì cũng sắp sửa hoàn thành cho mình Amulet rồi. Thực sự một cái game đấu mà nó đang đạt đến cái mức độ cân bằng tối đa khi các core hero của hai bên thì bám sát nhau về lượng network và phân phối giữa các core cũng rất là hợp lý khi mà người farm đầu bảng thì là solo mid, đúng như cái dự kiến ban đầu, và người farm đứng thứ hai là safe laner. Vâng, Jewel để phát hiện ra Nova rồi. Bad Rider sổ thẳng vào với lửa của mình, sẽ sử dụng là sổ và kéo Nova, và kéo như thế này là kéo thẳng vào khói và chết rồi. Mạng dành cho Bad Rider. À, một pha xử lý rất là đơn giản thôi. Và Blink Dagger 11 phút dành cho Bad Rider. Vâng, phá sản dự đoán chỉ vì là con Bad Rider nó lao vào rừng của đối phương và nó ăn được bãi stack. Warlock cũng đã có cho mình level 6 với một cái thả gạch. Và Nick Assassin đang chờ đợi để có thể sử dụng cho mình cái tăng hình và cõng trên người Nana để có thể đi gành. Tôi đoán chắc là như vậy luôn. 5 giây nữa này sẽ nhảy vào với Amulet của mình và di chuyển. Rồi, bật tăng hình của mình lên. Và họ muốn bắt vào ai? Họ muốn bắt vào CK, thực sự là như vậy đó. Và đó là Sentry tới từ Ninja Bugi và Warrior Gaming Unity. Họ sẽ không thể nào tiến hành được một cái pha gank hoàn hảo được đâu. Vâng, TA farm xanh thì đơn giản thôi. Nó có Refraction và nó ăn stack Ancient khá là mạnh. Thật ra nói là bị hành cũng không hẳn là đến mức hành, mà chỉ là bị gây khó chịu ở lên khi mà mất hết mana thôi. Vâng, vẫn đang di chuyển khá là thiếu định hướng tới thì con Nick Assassin, chưa biết tóm ai cả. Và hiện tại thì lại đi qua Sentry của đối phương rồi. Và thế là lộ nguyên hình. Thực ra thì bên phía Mineski bây giờ nên là những người chủ động. Họ có cho mình đấy là Bad Rider với Blink Dagger. Và không có lý do gì mà cứ để khoảng trống được lộ ra nhiều như thế này cả. Họ nên tiến hành gank và push. Cố gắng ăn càng nhiều trụ càng tốt để thu hẹp khoảng farm của Medusa. Vâng, TA thì farm rất là điên cuồng. Đã sở hữu cho mình Blink Dagger rồi. Amulet dành cho CK. Trên này thì Nana anh ta cũng đang TP để, vừa mới TP để có thể tiến hành dep cũng như là farm thêm. Trong cái trận đấu mà đang nhìn cái line up ấy trông rất là máu lửa, còn đánh nhau Riki này, rồi là Bad Rider này, nhưng mà cuối cùng thì lại di chuyển đi farm. Ở bên phía team kia thì cũng có Elder Titan, Shadow Demon, Nick Assassin. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Riki có sớ một món đồ nào đó, và chính xác thì đó là ơn. Mic bị ù à? Chưa hiểu sao lại bị ù nhỉ? Từ hôm qua đến hôm nay rồi. Hôm 14 phút rồi, vẫn chưa có những cái động thái nào là sẽ có những cái pha combat ít nhất là từ 3 người của cả ba bên, của hai bên trở lên. Vâng, sẽ chỉ là cố gắng farm như đi push thôi.
ở trong một cái game đầu như này chúng ta nên đánh giá thẳng thắn đó là Warrior Gaming Unity là những người có lợi thế. Mặc dù Temple Assassin đang có lượng network khá lớn, tuy nhiên thì con Medusa nó chẳng án ngán ai ở late game cả. Một cái Stone Gate được bật lên kết hợp cùng với giậm ngủ tới từ Elder Titan thì nó là một cái sự bá đạo không thể không hề nhỏ luôn. Một giậm ra và Medusa lao vào bật anti, đóng đá được càng nhiều thì càng tốt, và sau đó cứ thế bắn thôi. Hay là mạnh. Dire's middle tower is under attack. I feel like a broken record. Rồi giậm ngủ ra tới từ Afu, cái giậm ngủ để phòng thủ thì chính xác hơn. Cố gắng không để cho creep tràn quá sâu vào trong trụ. Ở đây thì có rất nhiều trap của TA, bằng vẽ những cái tam giác rất là đẹp ở khu vực rune như là mid lane, cái đường lên ở khu vực cầu thang. Phát hiện ngay những cái tình huống đi gank tới từ đối phương và rất là tỉnh táo. RR thì đang đứng ở một vị trí khá là kín để có thể bắt bất kỳ một cái thanh niên nào ra để có thể đép lên. Bên phía team Warrior họ đang muốn thịt TA thì phải. Rất muốn rồi, cái nick Assassin tôi đang nhìn thấy di chuyển vòng sau trụ. Và ở đây thì có TP tới từ hai người của Mineski. Họ muốn đánh ngược trở lại. Nana dính gạch rồi, ăn gạch vào mặt, ăn xiên vào mặt nữa rồi. Shadow World được buff lên. Anh ta liệu có thể chui vào được Ancient Crypt hay không? Blink tới TA, chui vào được rồi. Nhưng bây giờ nhảy ra thì sẽ chết không? Đang di chuyển và không còn đủ cho mình sát thương để giết cái con golem to tổ bố thằng ăn mày này nữa. Và đó là một tình huống chạy thoát thành công, vẫn chưa có mạng tiếp theo. Vâng, Ricky đi theo con này. Vâng, nhảy ra tới Lifestealer, có Sentry ở đây, mở cả Dust lên và Ricky không kịp sử dụng cả Trick of Chase. Đó là gần 400 tiền cho carry chính của Warrior Gaming. Thi đấu rất là tỉnh đòn, rất là mạnh mẽ. Vâng, Temple Assassin sở hữu Bounty Rune, CK cầm cho mình Arcane Rune. CK đang muốn lên một cái BKB chăng, khi mà anh ta đã mua cho mình Orc Club. Vâng, Hand of Midas dành cho thanh niên Nick Assassin. Vâng, muốn drag game đến chết rồi. Không phải là Blink Dagger mà là Hand of Midas. Vâng, tôi xong rồi. Dự kiến game này sẽ rơi vào khoảng độ 45 đến 60 phút. Vâng, ở Hà Nội hiện tại cũng khá là lạnh. Nếu như các bạn đi đường mà không mặc áo ấm đủ, ít nhất là phải có một cái áo khoác chắn gió lan man một chút. Lúc nãy cũng có đi đường, may quá thì lại đi xe buýt thì là rất là ấm. Tuy nhiên thì bị dính lạnh ngày hôm qua, hôm nay giọng nghe có vẻ hơi khàn khàn rồi. Vâng, Smoke tới từ bên phía team Warrior Gaming Unity. Quay trở lại với trận đấu thì ở đây Nick Assassin đang muốn chơi vào Miracle. Và Miracle anh ta bị chọc stun lên, anh ta bị burst ra vào. Và anh ta sẽ phải nằm xuống, đó là mạng dành cho Nick Assassin. Huy động tới cả 5 người để giết một thì có lẽ là nếu như mà fail thì hơi đen. Ở đây úp một người lại rồi, Nova anh ta định làm trò gì? Vẫn một xiên của TA, tí thì hẹo luôn ông Nova. May quá, nhưng mà bây giờ thì TA anh ta bị ru ngủ lại, anh ta sẽ bị dồn đam. Splitter được tung ra rồi, đó là Refraction block hoàn toàn sát thương của đối phương và TA sẽ di chuyển được về. Đó là một pha có thể nói bên phía team Mineski họ đã khá may mắn trong cái việc giữ lại được mạng sống của Temple Assassin. Radiant's bottom tower is under attack. Vâng, thực ra thì pick cái kiểu này thì Mineski họ sẽ phải dựa phần lớn vào Bad Rider. Nhưng Bad Rider thì tôi chưa thấy được cái khả năng của anh ta trong cái việc mà roam gank. Vừa nói xong tí tóm được Lifestealer lại không tóm được rồi. Thế chứng tỏ là vẫn chơi kém, mức cào vào tới Lifestealer. Bây giờ thì kéo mức xích cổ rồi. Trời ơi, đó là một tình huống blink ra và dồn đam. Nhưng liệu có đủ hay không? Đủ rồi, du ngủ tới từ Afu là hơi muộn. Và Bad Rider có cho mình mạng của Nana với lửa thiêu cung A phòng của mình. Ở đây thì Medusa vẫn cứ là farm thôi. Medusa đã có 8.100 network và đã có Dragon Land với Yashan 700 tiền. Vâng, nếu cứ để nó tiếp tục farm với cái KDA 002 như thế này thì là một cái nguy hiểm rất lớn.
Dire's bottom tower is under attack. Vâng, Ricky này phát hiện hết vị trí của đối phương rồi. Kangaroo di chuyển vào và đó là một pha không kịp chọc stun. Vâng, bây giờ thì anh ta lại đi vào khói rồi, vẫn di chuyển rất khó hiểu. Bây giờ thì burn mana của Joe vẫn đi theo và có sự xuất hiện của Ninja Boogie thì không dám đuổi ở đâu khi mà Ninja Boogie có thả gạch. Ông Ricky có ơn 800 tiền với dây face. Ông Deso này, Blink Dagger và Dragon Lance là những gì mà Templar xin có. Sắp sửa sẽ phải lên một cái Hurricane Pie để có thể có quay tốt hơn trong combat. Được 6-3 nghiêng về Mineski. Vẫn chưa có 10 kill sau 19 phút một cái game đấu với hai đội cùng C mà đánh như này thì tôi thấy rằng nó là không ổn. Từ bỏ bản ngã của mình, đó là những pha có bát mau lửa để quay lại với một lối chơi mang đậm tính chất Trung Quốc cũng như là châu Âu, một lối chơi đầy toan tính chiến thuật. Ở bên phía team Warrior Gaming Unity, họ đang tiến hành farm rừng với rất nhiều người và Mineski vẫn di chuyển vào. Đi đầu liệu có phải là Ricky trong trạng thái smoke hay không? Như vậy là không. Bật lửa lên và tóm được thanh niên Kangaroo rồi, nhưng đó là giáp gài không đủ để cứu anh ta nữa khi mà xiên quá đau tới Templar Assassin. Vâng, một xiên mà đã đi tới pha đó nó phải rơi vào tầm 9/10 cây máu rồi thì đỡ sao, chỉ còn khoảng 10% máu Nick Assassin không thể nào mà sống được. 7-3 nghe ở Mineski và có lẽ 10 kill sẽ thuộc về Pinoy. Những người Philippines trong game đấu này thì đang tiến hành một cái chiến thuật, đó là nuôi cho con Templar Assassin rất béo lên với những cái đường xiên cực kỳ là đẫm máu của mình, thì anh ta đang khiến cho Warrior Gaming Unity không thể chịu được. Dưới bot thì Miracle anh ta đã farm rất là chăm chỉ và sắp sửa hoàn thành cho mình cái BKB. Sau khi có BKB thì anh ta sẽ tiến hành combat nhiều hơn cùng với team. Còn bên phía team Warrior Gaming Unity thì con Medusa nó cũng sẽ di chuyển lẻ rất là nhiều, bỏ qua Manta và cố gắng lên cho mình cái Ascadi. Một sự lựa chọn mà tôi đánh giá là chính xác. Một cái game đấu mà đối phương có Fatal Bond rồi có cái lượng sát thương diện rộng khá là lớn tới từ RR cũng như là cái xiên xuyên của TA thì cái Manta là không giải quyết nhiều vấn đề. Ascadi để tăng độ cứng cát thì hợp lý hơn. Life Stealer thì sau khi có Echo Saber thì anh ta cũng chưa có thêm được những cái món đồ khác. 1700 tiền cho carry chính của bên phía team Warrior Gaming. Ông mà tôi đang nhìn thấy cái gì đây? Templar Assassin mua Ward ạ. Thực sự là mình có một cái con solo mid đi mua Ward cho đồng đội. Vâng, tốt thế này là cùng. Và giờ thì Mineski tiến hành đi push thôi. Bad Rider bật lửa của mình lên để tìm kiếm những cái mục tiêu ở đằng trong. Và một cái rune regen thành con Templar Assassin. Và rune rất hay, kéo qua phù ra ngoài, có phủ smoke. Vâng, ông này bom xăng ngược đối phương ra khỏi smoke. Tuyệt vời. Bad Rider chơi rất hay để có thể cứu đối phương. Templar Assassin solo Roshan luôn. Rồi một tát ở mặt. Tiếp tục là đứng solo Roshan với mèo của mình. Cái set đồ trông khá là sexy. Raging Potato đang thực sự giận dữ trong game này. CK ăn trụ thành công rồi. Bad Rider di chuyển vào để tóm những cái mục tiêu nào mà có ý đồ ngăn cản TA. Vẫn định đụng vào gái làng nhà tao thì mày sẽ chết. Vâng, đó là một cái pha lao vào tới những thành viên bên phía team Wire Gaming Unity. Du ngủ được rất nhiều người. Medusa mở cho mình, đó là Stone Gay lên, tiếp tục là bắn thôi nhưng gạch của Warlock được thả ra. Miracle còn một chút máu, tắt bật Amlet lao vào tới từ JBBO và Burst đang chết được một người, đó là Nana rồi. Nova đang bị bớ vào, Medusa chỉ còn một mình thôi, anh ta đang bị Golem cũng như là Templar Assassin xiên khá đau. TP về nhưng đó là một tình huống mà TP thành công và
cái Lincoln đã giúp anh ta sống sót. Hóa ra là lên Lincoln vẫn im ỉm lên cái món đồ này và CK không thể túm tóc được. Hơn 1.000 tiền dành cho Mineski và 10 kill thuộc về những người Philippines. Xin chúc mừng các bé thủ đã yêu quý Mineski trong game thứ hai này. Vâng, di chuyển ra tới từ Ajit cùng cả Afu và bộ đôi hành trông giống kiểu hai anh em sinh đôi và đẩy bóng ra mà còn lâu có thể dù ngủ được Templar Assassin có Blink. Vâng, ở đây thì RR rất là muốn tóm vào người của Nick Assassin, tóm thành công rồi, chơi rất khéo để có thể né được cái giáp gai Riki Blink vào. Riki có lượng sát thương rất lớn rồi và tạm biệt Nick Assassin. Mạng dành cho Riki. Riki đã sở hữu gần đủ cái default rồi. Ở game đấu này thì có lẽ là thuộc về bên phía team Mineski thì phải. Cá nhân tôi nghĩ con Templar đang to kiểu như này, họ sẽ có thể xiên chết đối phương rất là nhanh. Và khi mà outnumber thì Mineski lợi thế hơn rất nhiều với thả gạch của Fatogon. Gậy lốc dành cho Bad Rider. Càng ngày thì tôi càng thấy cửa thắng của Warrior hẹp lại. Chưa nghĩ ra cách để bên phía team họ có thể thực hiện pha combat hoàn hảo nếu như mà con TA này nó lựa chọn vị trí chính xác. Sắp tới thì nếu mà đóng thêm cái BKB nữa thì mạnh quá không đỡ được. Ninja Boogie thì TP về để cầm gem. Vâng, mua gem rất là sớm. Sẽ để cho Riki cầm chứ nhỉ. Để Ninja Boogie cầm làm gì. Riki cầm sẽ là tốt hơn rất nhiều. Ajit ở đây thì anh ta đã có 1.800 tiền. Con Medusa này nó farm thì khá là nhanh, 12.000 net worth mà thực sự là cũng không được tạo điều kiện cách tối đa như Templar Assassin khi mà phải chia sẻ lượng farm cũng như là việc team không dồn ép quá nhiều. Một mình Medusa liệu cân hết được không nhỉ? Trên lý thuyết thì có Medu rất là khỏe. Tuy nhiên trong thực tế thì với những cái món đồ có thể cai đối phương ra như là Hurricane Pie, như là gậy lốc của thành viên Bad Rider thì bên phía team Mineski họ phần nào vẫn chưa sợ cái con Medusa này lắm. Thực sự thì đây là một cái game mà tương đối là nào lốc liền rồi, lốc được lên rồi nhưng chưa sử dụng lasso và các thành viên của bên phía team Warrior họ có mặt rất nhanh. Đó, các bạn nhìn thấy Medusa là cái mục tiêu tối quan trọng để bảo vệ. Mỗi khi anh ta bị bớ vào một cái là ngay lập tức có đồng đội luôn. Bad Rider vẫn tiến hành đi săn. Nhưng mà Warrior Gaming thì họ thực sự là họ trốn khá là kỹ. Còn Ajit thì cứ thế mà farm thôi. Ajit có 2.600 tiền. Nick Assassin này quyết định của lên Midas xuống tôi đánh giá là hơi sai lầm. Bây giờ thì có Blink rồi nhưng lại bị tóm. Vâng, chết đi anh ơi. Thôi nằm yên và tận hưởng, không biết đi về đâu luôn, đi đâu và về đâu. Riki là người có mạng 280 tiền cho chủ, 3 mạng liên hoàn dành cho sát thủ tăng hình. Templar Assassin thì đang tiến hành farm thêm 17.000 net worth sau 28 phút, con số rất lớn. Rất chăm chỉ Delalus nữa rồi. Thế trông giống Shadow Demon này một xiên quá à. Kể cả Elder Titan luôn. 7 giáp Deso vào là hết sạch rồi. Maelstrike trừ thêm 8 giáp nữa thì phải. Chính xác rồi, và đúng phát crit là một xiên. Chắc chắn là trên. Không nói gì nhiều. Thậm chí kể cả Lifestealer này nếu mà ngớ ngẩn ăn 3 xiên là cũng nằm này. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack.
TP về để thể đép lên tới cả hai bên. Game đầu vẫn sẽ khá là lầy đây. Bên phía team Mineski họ đang giữ một cái lợi thế rất lớn, không có lý do gì họ phải vội vàng cả. Sẽ là Heart of Terax dành cho CK. Trái tim thần thú sẽ tăng cái khả năng cứng cáp cho CK trong combat, hỗ trợ rất tốt cho bóng anh ta. Vâng, di chuyển vào tới từ Kangaroo với trạng thái Smoke, anh ta có cả tàng hình luôn. Đi cùng với anh ta chính là Lifestealer, họ đang muốn nhử một cái TP lên đép chăng, hay là họ muốn bắt người ở khu vực này khi Medusa được push through. Và có bóng của Elton được đặt ra, Bad Rider sẵn sàng lao vào để tóm người rồi, Bad Rider có Ronin V. Và nếu như một cái tình huống di chuyển không ai tới Kangaroo, Kangaroo của anh ta lại đi ra rồi, rất là tỉnh đòn. Có gem trên người Bad Rider nên nhớ điều này. Một cái ward được cắm ra tới từ Warrior Gaming Unity. Họ đã biết có sự di chuyển tới từ các thành viên của Mineski. Thế là thôi. Medusa ở đây thì liệu anh ta có bị bớ vào hay không? Phá được Lin kèm rồi, lasso Medusa là bật được cho mình, đó là Stone Gate hay không đây? Không kịp bật rồi. Không, đó chính xác một tình huống đã nháy kịp Stone Gate và đi về. Vâng, Templar bình vào đúng lúc bị hóa đá đen. Thực sự là pha đó cực kỳ đen. Và thế là sẽ cố gắng push trụ thôi, một pha dọa dồ tới từ Mineski. CK có lẽ sẽ phân bóng ra để push trụ thôi khi mà anti của Medusa đã hết. Như vậy họ tiến lên khu trên top cơ, họ không ăn trụ mid vội. Rồi ông này thì lại hơi đen khi mà sử dụng Phantom của mình thì không ra được tới 3 con. Vâng, bling ra của Kangaroo và anh ta không stun chúng, dù ngủ được CK lại. Và liệu có một pha lao ra tiếp theo tới từ Warrior Gaming không? Như vậy là không rồi, Templar Assassin vẫn đang đứng cầu trụ rất đau. Đề xô của mình bây giờ burst down và Nana, Nana chết luôn. Đó là một tình huống Nana không kịp ngáp luôn. Và bây giờ thì sao? Bad Rider, anh ta blink ra được thả gạch tới từ bên phía team Mineski là quá chậm và dồn đàm trên cả Ninja Bugi. Double kill dành cho Arjet. Một tình huống chơi chủ quan của Templar Assassin khi anh ta không có BKB cũng như không có Aegis. Và ngay lập tức là có lag tới từ Warrior Gaming Unity sau khi họ giết người. Lag la. Vâng, xin lỗi các bạn, đó là Raging Potato chứ không phải là Nana. Thật ra pha đó thì không phải là Medusa đép tốt, mà là một tình huống dậm ngủ của Elder Titan khá hay, khiến cho các thanh niên bên phía team Mineski họ lùi lại một chút và cô lập được Raging Potato tại một cái góc. Và sau đó là một cái pha blink ra tới từ Nick Assassin cùng với Lifestealer. Và nếu như bên phía team Warrior Gaming Unity họ có thể câu cái game, câu drag cái game này ra khoảng độ 10 đến 15 phút nữa thì cơ hội dành cho họ sẽ là rất lớn. Một cái gậy xanh đã hoàn thành trên người của Nick Assassin này. Lifestealer sẽ có thêm đồ, Medusa có thêm đồ nữa thì rất khó để cho đối phương lên high ground. Còn bên phía team Warrior Gaming Unity họ có thể đánh chảy chặt được. Họ sẽ lên high ground bằng bóng của Medusa, bằng những cái giấc ngủ của Elder Titan. Thực ra pha đó thì là một cái pha mà bên phía team Mineski thì họ cũng có ý đồ, tức là họ muốn đẩy cả hai lên của đối phương, nhưng cá nhân tôi nghĩ đâm vào lên top với một cái địa hình khá hẹp là không hay khi mà Warlock không kịp backup với thả gạch.
Tôi vừa nhìn thấy cái Fox Start trên người của Nick Assassin. Như vậy Nick Assassin không vội lên những món đồ to. Anh ta quyết định lên những cái item cơ động để có thể tiếp cận combat cũng như là chạy trốn một cách dễ dàng hơn. Miracle đây thì tiếp tục là farm thôi. Sở hữu đó là những món đồ khá là to, BKB, Amulet và Hurt. Nhưng rồi vẫn chưa thể giải quyết được game đấu này. Mặc dù Templar Assassin và Snowball quá hay ở giai đoạn mid game. Vẫn có smoke được sử dụng và Warrior họ di chuyển. Vâng, lộ smoke ra rồi mà bắt Ricky quá nhanh. Vâng, cực kỳ lạnh lùng luôn. Mỗi pha mở Dust ra và dứt điểm Ricky. Không, đó là gem của Elder Titan thì chính xác hơn. Mà nhìn nhầm với Dust của thanh niên này. Đó là gem Elder Titan. Vâng, ở đây thì la rồi, Medusa vào rồi. Dust ra, liệu Medusa có chết hay không? Không, xin lỗi các bạn, đó là Zone Dam và Elder Titan thì chính xác hơn. Vâng, nhìn nhầm một chút. Vâng, và Medusa anh ta sẽ di chuyển về được thôi. Khi mà không còn cho mình đó là bất kỳ một cái skill hay cái gì cả để có thể đứng lại và thi triển cùng với cả đối phương. Ở một game đấu mà bên phía Team Warrior Gaming Unity họ làm rất tốt và đang di chuyển tới Nick Assassin. Liệu lại có một cái pha mà bắt được Ricky ở đây không? Rồi, và Ricky phát hiện ra Kangaroo ở đây. Nhưng đó là một tình huống sử dụng giáp gai chọc stun trượt rồi Fox Start đi để có thể né. Nhưng đó hit bắn của Templar Assassin đúng phát crit là đen thế không biết nữa. Và đằng sau thì Ajit đang bị silent vào. Tuy nhiên anh ta vẫn còn khá nhiều mana. Đứng bắn luôn cái Ascadi của mình. Earth Splitter được tung ra và nó là một pha Earth Splitter không trúng ai. CK cố gắng stun vào nhưng đó là một pha sử dụng Lincoln và bắn cho đến chết luôn. Templar Assassin thì xin chết ở Shadow Demon và đó là một pha sử dụng gạch rất tay của Warlock. Tuy nhiên thì Miracle anh ta bây giờ mới phân bóng ra sau khi Ajit đã sử dụng đó là Stone Gate Double Kill dành cho Medusa. Medusa bắn rất đau TA, có Triple Kill xong và Blink vào để có thể dứt điểm mạng người. Tuy nhiên thì anh ta cũng không thể làm gì hơn. Ricky bị bắn vào tương đối đau, Medusa không hề mất máu trong combat, cả anh ta mất chỉ là mana thôi. Vâng, và bây giờ thì Bad Rider di chuyển ra. Vâng, một xiên vào thì Templar không chính xác cho làm phá được Lincoln rồi. TP, liệu TP này không lock được lên rồi và sẽ còn ai đây? Còn Lifestealer và tiếp tục sử dụng lasso vào đầu Ajit. Ajit được bị burst down. Ajit liệu anh ta có phải nằm xuống hay không? Ajit, vâng, Ajit đã phải nằm xuống rồi. Tuy nhiên thì Raging Potato vẫn còn rất khỏe, vẫn bắn cực kỳ đau và na na sẽ burst down chết nốt. Và đó là một pha team wide của bên phía team Mineski. Vâng, và đó là 904 tiền dành cho Mineski với một pha xử lý hay của RR và họ sẽ tiến được vào limit của đối phương thôi. Vâng, Lifestealer trong pha vừa rồi thì anh ta đã chui vào người của bên phía chui vào người của Medusa và như thế là một xác hai mạng. Vâng, rơi gem như thế này thì việc kiểm soát của Ricky sẽ khá là khó khăn. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Kéo liên tục 3 phát trượt liền thì thật ra thì nó cũng khá là khó. Khi mà đối phương có Nick Assassin với cái giáp gai thường thường của Bad Rider ấy thì nó sẽ bật lửa lên, nó blink vào thì thường xuyên là bị unstun và thường xuyên là không dám kéo cái con đấy rồi. Cái mục tiêu thứ hai là Medusa thì phải dình lúc thì mới kéo được tại vì nó có Lincoln. Cái mục tiêu khả dĩ nhất thì là bộ đôi support thì cũng chả ai dùng cái kéo vào cái bộ đôi này cả. Miracle đây anh ta vẫn tiếp tục farm thêm về Amulet của mình thôi, chưa có thêm đồ, chậm khá là rách nát.
Templar Assassin thì từ nãy giờ chắc là cũng sắm được 1 tỷ cái đồ BKB dành cho anh, tí nữa thì đóng nốt cái AC và xong vẫn vứt Hurricane Pie ra. Thì quan điểm pha đó tự nhiên thấy định Assassin phá đồ cho nó xong. Quê. Có bạn thì nói là Mineski thiếu đam thì tôi chả thấy thiếu tí nào cả. Còn Templar Assassin full đồ, CK thì cũng chẳng thiếu đam lắm đâu. Có cả Phantobon của Warlock nữa thì cá nhân tôi nghĩ cái việc nói đến cái chuyện mà gây sát thương thì là không thiếu rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là họ thường xuyên là bị để rơi vào cái trạng thái đó là Bad Rider lao vào và tóm trượt người, khiến cho cái đà lao vào của họ bị hớ, khá là khó. Mốt Trị Quân thì có hỏi là bóng của SS, của bóng có bị SS của Medu clear không, thì chắc chắn rồi, bất kỳ cái thể loại bóng biển nào mà dính Stone Gate là bay hết. Đó là một cái Heaven Halberd dành cho carry của Menaski. Vâng, và di chuyển lên tới bên phía team Mineski rồi. Raging Potato anh ta sẽ đứng và bắn trụ bị úp lại. Và có một pha kéo được Shadow Demon ra, nhưng bị dù ngủ gạch đá các kiểu vào rồi. Vâng, Earth Splitter được tung ra và mạng của Bad Rider không giữ được. Miracle đằng trong thì đang cố gắng burst down vào Afu. Afu bị vã vào mồm đau quá, ông tung tóc tạt tai tắt tới tóc rồi. Vẫn có một pha crit nữa và đó là BKB và dứt điểm được mạng của Nick Assassin. Tung luôn cả Nana ở đây rồi và đang bắn vào. Medusa bắn rất đau, Raging Potato chết và Miracle cũng sẽ phải nằm xuống. Đó là khiến Aegis thôi, nhưng sẽ có timing stun tới từ Kangaroo. Vâng, timing stun vào rồi, chạy đi đâu đây. Vâng, Miracle chết, mạng dành cho Life Stealer, mất cả ba con hero rồi thì bộ đôi support này đi đâu và về đâu. Vâng, TP tới từ Ninja Buggy, TP, vâng TP được luôn, từ từ không có stun tới từ vị trí của Nick Assassin. Vâng, dồn đam tí nữa thì chết. Vâng, pha đó thì chắc chắn là Warlock đã phải ướt bìm. Bài bách ra tới từ Nick Assassin là đủ để có một cái combat chiến thắng. Chỉ cần bài bách là đủ. Vâng, thực sự là một cái pha thi đấu. Vâng, đây nó phải là như thế. Vâng, Dota vùng CIS nó phải là như thế. Nó phải là đánh nhau đẫm máu. Vâng, chứ không phải là đi farm như trong khoảng 30 phút đầu game. Radiant's middle tower is under attack. I have no reason to lie about such things. Và tổng tấn công tới từ Warrior Gaming Unity, họ dồn 5 người ở mid. Vâng, khu vực trung lộ đang có quá nhiều người. Vâng, cái này bây giờ thì check buyback, thì check nghe cua làm gì. Buyback của buyback của Lifestealer của Templar thì còn. Vâng, lao vào để burst down rồi. Và đó là mạng của Warlock bỏ lại quá nhanh. Vâng, TP ra tới từ thanh niên Miracle, nhưng ngay lập tức là phải bật BKB lên, kéo được Afu vào bên trong. Nhưng Afu người ta đứng bình tĩnh và TP có lớp của thanh niên Bad Rider, nhưng ở đằng ngoài thì sao? Dồn đà vào Miracle, Miracle ơi! Vâng, Miracle chết không? Vâng, Miracle không chết, tôi di chuyển ra và tiếp tục là blink tới từ một thanh niên của bên phía team Mineski, đó là Riki. Slow tốc chạy của Aji làm một chút úp được Templar lại. Riki anh ta lao và chém support đối phương và chết mất Shadow Demon rồi. Bad Rider đi ra cũng thật là như thế luôn. Blink và stun chính xác và Ninja Boogie lại chết. Ông Bad Rider anh ta blink được, TA lao ra, burst down và anh ta có được mạng của offlaner đối phương. Aji đang bị dồn vào nhưng có cho mình đó là sự backup của những người đồng đội và đặc biệt là Nana. Vâng, Nana di chuyển ra, Nana bị xiên. Vâng, Nana tắt vào đám bên không được rồi. Double kill dành cho cục quay tây giận dữ. JB Bo đang chơi quái, RR đang di chuyển lên. 3 giây nữa anh ta có lasso và liệu anh ta có làm nên chuyện này không? Vẫn đang di chuyển theo, sẽ là một pha blink có slow tới từ trap của TA rồi, nhưng không, anh ta quyết định bỏ qua như Medusa trong pha vừa rồi. Vâng, một trận đấu có thể nói là bên phía team Warrior Gaming Unity họ vừa mới để thua một cái combat mà đáng lý ra họ không nên thua. Họ có thể di chuyển về Butterfly dành cho Medusa,
được lên và bây giờ anh ta có 2.600 tiền. Raging Potato thì chẳng là củ khoai tây giận dữ thì là cái gì? Thường tôi thường hay gọi ngắn gọn là khoai. Ông pha đó thì có Lincoln nhưng mà nên nhớ là Bad Rider có lốc, anh ta có thể phá được Lincoln mà. Ông pha đó tôi không hiểu tại sao lại không bắt tiếp, có lẽ anh ta sợ Blink vào và bị bắn chết luôn. Medusa có lẽ là món đồ tiếp theo anh ta hướng đến sẽ là một cái MKB chăng? Và đây lại bật lửa lên của RR rồi, có khá nhiều thành viên của bên phía Team Warrior Gaming Unity đang đứng tụ lại với nhau. Và họ muốn làm gì ở vực High Ground này đây? Medusa di chuyển xuống đằng sau anh ta là những cái thế lực rất hắc ám, mà nếu như dồn vào Medusa không cẩn thận thì rất có thể Mineski sẽ thua. Tỏ một người ngoài này rồi nhưng RR còn mất máu nhiều hơn mà RR chết rồi, thả một cái gạch không hay và tôi xong con Golem này rồi, mất Golem. Và đó là bên phía Team Warrior Gaming Unity, họ counter initiation quá tốt. Vâng, sẽ tiến lên tới từ Warrior Gaming Unity. Nhưng con gà 1.400 tiền thì vừa bị Ricky lẩu chết. Vâng, trộm gà bắt chó lần đầu tiên thành công. Và rất có thể đây là một trận đấu mà bên phía Team Warrior Gaming Unity họ thắng ngược. Radiant's bottom tower is being subjected to extreme violence. Vâng, và mất đi cái disable, mất đi cái disable diện rộng rất là mạnh, thì Mineski liệu họ có thể phòng thủ được cái turn này hay không? Medusa thì càng ngày là càng to rồi. Vâng, ý tôi khi nói mất Golem tức là mất cái skill đấy chứ không phải mất con Golem, đó là mất đi cái disable diện rộng khá là mạnh. Bây giờ thì cứ đẩy bóng được tạo ra bởi Shadow Demon của Medusa lên thôi, nhìn nó bắn trụ kìa, nửa cây máu. Nick Assassin lại cộng Lifestealer di chuyển khu Roshan rồi. Khá là khó khăn đây. Các bạn hỏi là sao bóng khỏe thế? Bóng của Shadow Demon nó gây đam rất nhiều và Ricky đi đằng sau và bị stun vào rồi. Bad Rider, anh ta cần phải chơi tỉnh táo. Bad Rider vẫn đang đi tìm mục tiêu cho mình. Templar Assassin rất điểm được mạng của Afu ở bên trong và bật BKB lên. Ở ngoài này thì Bad Rider, anh ta quyết định sẽ là dí lửa cho Nova. Nova nằm xuống và ở đây thì có một tình huống mà Medusa, anh ta đứng bắn rồi mở được cho mình Stone Gate lên. Templar Assassin cần phải Blink đi tiếp tục đuổi vào, vẫn đóng đá được ai hay không? Đóng đá được ai hay không? Vẫn tung tóc tạt tai của Nana rồi, nhưng Nana anh ta chưa thể burst down chết được vào ai cả. Và tiếp tục bắn vâng, Raging Potato, anh ta đã dứt điểm thêm một người nữa. Tuy nhiên thì anh ta bị phát hiện rồi, anh ta bị cào vào và đó là mạng dành cho ai? Mạng dành cho Lifestealer. Tiếp tục đuổi ra tới các thành viên của bên phía Team Warrior Gaming và Mineski không còn cho mình đó là carry chính nữa, thì họ làm sao để chơi đây? Ở một trận đấu này thì có lẽ tôi cam đoan là khoảng độ 70% bên phía Team Warrior Gaming Unity họ sẽ có được cho mình chiến thắng. Rồi thả gạch ra, làm cái gì thế? Bằng vứt cái Raidenless khiến Aegis được Bad Rider cướp rồi. Killing Spree dành cho Archit và cái bắn tỉa của mình. Bây giờ thì kéo anh ta lên đồi, kéo được không? Còn Medusa nó farm nhiều đồ, nó nặng quá, không kéo nó lên đồi. TA có mặt rồi, bây giờ sẽ là bắn khá đau với MKB của mình. Tiếp tục là lao lên, có cho mình đó là Slow rồi. Và game đấu đang trở nên hấp dẫn hơn sau một cái màn cướp Aegis của Bad Rider. Vâng, chưa, vẫn chưa có những tình huống mà thực sự là kinh khủng. Vâng, bên phía team Mineski thì họ vẫn chỉ là đánh du kích, đánh tỉa, giết được ai thì giết thôi.
Vâng, Medusa farm quá nhiều đồ trên người rồi, nặng quá không kéo lên đồi đỡ sao. TA thì rất nhiều đồ nhưng mà gần như anh ta trong combat ấy, anh ta chỉ vớ được những cái mục tiêu rất là yếu. Còn đến những cái thanh niên kiểu Last Dealer này là bắt đầu rất là khó rồi. Đối phương thì có quái rất là tốt trong combat. Thật ra thì pha cướp Aegis vừa rồi chỉ tăng thêm một số cái phần trăm hy vọng nhất định cho Mineski thôi. Còn không thì vẫn là rất khó. CK 3.100 tiền, Helven Halberd, BKB hurt và Amlet. Pha đó không kéo được Medu lên đồi để có thể giết anh ta. Hơi đen. Ta nói CK vô dụng thì cũng không hẳn. Căn bản là vì anh ta bị counter rất là mạnh trong combat với những cái disable diện rộng này, với Stone Gate này. Rồi là gần như anh ta thì tìm những cái mục tiêu mà nó, tại vì sao, bản chất của con CK này nó cũng là burst dam bằng cái giật tóc của mình, mà TA đã làm cái việc này với Blink vào và xiên chết support rồi, thì những cái mục tiêu còn lại thì là ai? Vâng, là Life Stealer. Kéo nó vào xong thì nó vẫn chạy ra được, nó rất là khỏe. Kéo Medusa vào trông giống như nó bắn chết hết. Còn con Nick Assassin này thì nó có giáp gai và gậy Ghost, nói chung cũng hơi khó. Rồi sử dụng smoke ra, mọi người đi đầu như thường lệ vẫn là Bad Rider với lasso của mình, và anh ta sẽ tóm được một trong hai con support này là cái điều đương nhiên rồi. Đừng bảo tôi không tóm được nữa thì thôi, đừng có chơi game nữa nhá. Đằng sau là Nick Assassin và Last Dealer. Medusa xuất hiện rồi, gạch được dùng ra chết quá nhanh. Templar Assassin bị dồn đa vào bởi Earth Splitter cũng như là những nhát bắn tới từ Medusa, và Ricky đang phải bỏ chạy. Miracle bị làm chậm lại rồi. BKB TP liệu sẽ có giết được hay không? Như vậy là không giết được Life Stealer, không sở hữu đó là Basher. Vâng, một pha xử lý có thể nói là fail của Minaski. Vâng, đi bắt support còn bị chúng nó cao từ gánh chết được thì tôi cũng không hiểu là đánh kiểu gì bây giờ. GG G the fucking G. Rồi Afu ở đây thì bị Ricky thịt mất, rơi mất cục gem nhưng mà không sao cả. Vâng, Medusa bây giờ đang là gánh cả thế giới trên đôi vai của mình. Con Bad Rider lại làm trò gì đấy? Đấy, bật lửa lên bay vào, tôi biết ngay cái trò này mà. Tên là mất kia này ghê rồi. Vâng, lúc nào cũng vậy, cứ bật lửa lên mà có Nick Assassin thì chắc chắn là nằm vẫn tự lốc mình lên. Và blink đi được rồi. Không, vẫn dính, đó là hiệu ứng của giáp gai. Và bây giờ Ansan bị làm chậm lại và anh ta nằm xuống. Đó là mạng dành cho Nick Assassin. Và đây thì Ricky lao ra để trêu đùa đối phương và có gậy Ghost của Kangaroo, và Ricky phải blink đi rồi. Nhưng Ricky, anh ta bị phát hiện, Defy anh ta đang bị dồn vào góc. Thôi xong Ricky rồi, cứ lao ra từng người để chết thế này à, dở hơi. Vâng, Killing Spree dành cho Nana, vâng, 3 mạng liên hoàn. Ajit thì đứng bắn trụ như một vị thần. Còn người của bên phía thì Mineski đang ở đâu rồi? Vâng, người của Mineski thì đang đứng nhìn và phủ cái smoke ra trông khá là vô vọng. Delalus dành cho Medusa. Rồi blink vào và dồn đạp chết được Ninja Boogie. Thực sự thì kèo này bên phía team Mineski họ không thể làm gì được hơn nữa rồi. Ricky ở đây thì phải tung trick of trade ra để níu kéo sự sống của mình. Trong cái game đấu này đáng lý ra Bad Rider không nên bật lửa để có thể blink vào.
cá nhân tôi nghĩ anh ta nên tắt cái lửa đấy đi, không dùng nữa thì sao, cứ để thằng Nick Assassin nó counter bằng cái giáp gai đã chết đến lần thứ N rồi. Thằng TA bây giờ định làm gì? Thằng Medusa thì cứ đừng bắn, nó phá được link gen ở Medusa rồi sao đi kia. Ở ngoài này thì lại định bắt vào Nova. Nova anh ta bật Ghost lên và súng Demonic Burst stun được vào đầu của Miracle rồi. Có lasso của RR nhưng anh ta vẫn một lần nữa bị dính giáp gai và bốc hơi. Bài bạch ra tới từ CK nhưng để làm gì, quá muộn rồi, không thể làm gì hơn. Miracle cố gắng burst down banana nhưng Ajit còn rất khỏe và Ajit bắn cả thế giới chăng. Ajit bắn cả thế giới rồi, dominating double kill và team wide. Warrior Gaming Unity có chiến thắng 2-0 trước những người Philippines Mineski. Và chúng ta sẽ cùng đến với vòng loại châu Âu trong vòng 1 tiếng rưỡi nữa, 8 giờ sẽ có game đấu giữa